việc các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt biến mất ngày càng thu hút sự chú ý của quốc tế. Sau vụ các cựu Ngoại trưởng Tần Cương và Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lý Ngọc Siêu, tới lượt Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thường Phúc đã mất tích trong suốt 2 tuần qua. Thậm chí, một cựu trung tá hải quân Trung Quốc chỉ ra rằng có thể ông Lý Thường Phúc đã bị bắt. Vụ việc diễn ra giữa lúc tin đồn tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc phát nổ ở Hoàng Hải ngày càng loan rộng. Phải chăng giữa hai sự kiện này có mối liên hệ gì với nhau? Với thói quen đùn đẩy và đổ lỗi cho nhau, các quan chức quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc liệu rằng sẽ giải quyết mớ bồng bông này như thế nào? Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11 tháng 9, truyền thông nước ngoài đã hỏi ông về Lý Thường Phúc và người phát ngôn Mao Ninh nói rằng: "Tôi không hiểu tình huống mà ông đang nói đến." Trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Rahm Emanuel đã đăng trên mạng xã hội X bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật rằng các thành viên nòng cốt của ông Tập Cận Bình dường như đang trình diễn cuốn tiểu thuyết And Then There Were None, tạm dịch Không Một Ai Thoát Nạn Trở Về, của tiểu thuyết gia trinh thám người Anh Agatha Christie. Đầu tiên là Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương biến mất, sau đó là Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lý Ngọc Siêu hoàn toàn không có tin tức gì. Và bây giờ là Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thường Phúc biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng trong hơn 2 tuần. Cuối cùng, ông Emanuel đặt câu hỏi một cách châm biếm: rốt cuộc ai sẽ thắng cuộc trong cuộc đua thất nghiệp này? Là thanh niên Trung Quốc hay thuộc cấp của ông Tập Cận Bình? Bài đăng này kết thúc bằng hashtag Mediterranean Beijing Building, điều huyền bí trong tòa nhà ở Bắc Kinh. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông Lý Thường Phúc là khi ông tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc Châu Phi lần thứ 3 tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 8 và có bài phát biểu. Sau đó đã biến mất. Kể từ ngày 7 tháng 9, tin tức về việc ông Lý Thường Phúc bị điều tra liên tục xuất hiện trên mạng. Tin tức về cuộc điều tra ông Lý Thường Phúc được nhà bình luận độc lập Thái Thần Khôn đăng tải đầu tiên trên tài khoản X cá nhân vào ngày 7 tháng 9. Ông Thái cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm năm nay, Lý Thường Phúc, đã bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong các cuộc thanh trừng quan chức đảng, chính phủ và quân đội trong 10 năm qua. Tội danh của họ thường bao gồm tham nhũng và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhà bình luận này nói, nếu tin tức này là sự thật, đây sẽ là một quan chức cấp phó nhà nước khác gặp nạn sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương bốc hơi. Điều này có nghĩa là cuộc chiến tàn khốc ở cấp cao nhất đã không kết thúc sau khi Đại hội 20 được tổ chức suôn sẻ. Ngay cả những quan chức cấp cao cho đích thân ông Tập Cận Bình lựa chọn cũng vẫn phải đối mặt với sự thanh trừng bất cứ lúc nào. Bầu không khí chính trị tàn khốc này ngày càng giống với thời kỳ ông Mao Trạch Đông nắm quyền. Không ai được an toàn. Hôm 11 tháng 9, ông Diêu Thành, cựu trung tá Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, nói với The Epoch Times rằng có lẽ ông Lý Thường Phúc đã bị bắt và hơn nữa có dấu hiệu cảnh báo từ trước. Ông cho hay Quân ủy Trung ương từng gửi đi một thông báo sẽ điều tra tình hình mua sắm của Bộ Phát triển Trang bị từ năm 2017 đến nay. Nhiều người trong quân đội đã nói với tôi về vấn đề này. Họ đang điều tra tình hình mua sắm thiết bị khi ông Lý Thường Phúc còn đương chức. Vào tháng 9 năm 2017, ông Lý Thường Phúc kế nhiệm ông Trương Hữu Hiệp làm Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương. Ngày 26 tháng 7 năm nay, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu truy tìm manh mối tham nhũng trong các cuộc đấu thầu mua sắm vũ khí kể từ tháng 10 năm 2017. Ông Lý Thường Phúc do ông Trương Hữu Hiệp đề bạt, có khả năng bước tiếp theo ông Tập Cận Bình sẽ động đến ông Trương Hữu Hiệp. Mọi người thấy rằng gần đây ông Trương Hữu Hiệp rất ít khi lên tiếng, không ngoại trừ khả năng ông ta có ý kiến với ông Tập Cận Bình. Ông Trương Hữu Hiệp hiện là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, con trai của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Chấn cũng bất mãn với ông Tập Cận Bình.
Sau cái chết của cựu phó tư lệnh lực lượng tên lửa Ngô Quốc Hoa, hầu như không có ai đến viếng ta. Nhưng con trai ông Trương Chấn là Trương Tiểu Dương đã mang vòng hoa tới. Thượng tướng Trương Hải Dương, em trai của ông Trương Tiểu Dương, từng là chính ủy lực lượng pháo binh số 2, tiền thân của lực lượng tên lửa. Nhà họ Trương có 6 vị tướng, ông Trương Hải Dương chắc chắn có ý kiến về ông Tập Cận Bình, cho nên mới đồng ý cho anh trai đi viếng Ngô Quốc Hoa. Đây là một sự mạo hiểm lớn. Ông Diêu Thành cũng tiết lộ rằng 11 tướng cấp cao của lực lượng tên lửa hiện đang bị điều tra vì bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật. Ông Tập Cận Bình nhận thấy rằng quân nhân bằng mặt mà không bằng lòng với mình, và ông Tập đang rất lo lắng sẽ xảy ra binh biến. Đó là lý do vì sao hành tung của ông Tập thời gian qua vô cùng bí ẩn, thoát ẩn thoát hiện, hạn chế ra nước ngoài, thậm chí bỏ lỡ cả hội nghị thượng đỉnh G20. Trước những đồn đoán và sự quan tâm chú ý từ thế giới bên ngoài, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn như thường lệ, không trực tiếp đưa ra lời giải thích, giới truyền thông cũng giữ im lặng. Sự bí mất của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vừa hay xảy ra lúc quân đội Trung Quốc đang bị bao phủ bởi tin đồn tàu ngầm hạt nhân bị nổ. Chúng ta hãy thử xâu chuỗi hai sự kiện này lại với nhau, biết đâu sẽ tìm ra manh mối. Vào cuối tháng 8, trên Internet lan truyền thông tin rằng tàu ngầm hạt nhân Tai 093 của Trung Quốc đã phát nổ, nhưng quân đội nước này lại phủ nhận. Tin tức mới nhất từ truyền thông Đài Loan cho biết, chiếc tàu ngầm này phát nổ ở biển Hoàng Hải do sự cố về đạn dược, và những người đứng đầu trong quân đội Trung Quốc đang đùn đẩy trách nhiệm. Vào ngày 22 tháng 8, mạng xã hội X lan truyền tin đồn rằng tàu ngầm hạt nhân Tai 093 của Trung Quốc gặp tai nạn dưới nước ở eo biển Đài Loan. Hơn 100 quan binh trên tàu đều tử vong. Tuy nhiên, không có quốc gia nào lên tiếng xác nhận điều này. Vào ngày 31 tháng 8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ rằng tin đồn tàu ngầm gặp tai nạn ở eo biển Đài Loan là hoàn toàn sai sự thật. Ngày 8 tháng 9, tờ Up Media của Đài Loan dẫn lời nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ bác bỏ địa điểm xảy ra vụ việc, chứ không nói rằng không có vụ tai nạn nào xảy ra. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng vào ngày 20 tháng 8, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Tai 093 Trường Chinh 15 trực thuộc chiến khu Bắc Bộ của Trung Quốc đã khởi hành từ căn cứ Thanh Đảo để tiến hành cuộc tập trận bắn thử vũ khí dưới nước ở gần biển Hoàng Hải. Khi đó, đạn bất ngờ phát nổ trong bệ phóng khiến tàu ngầm bị chìm. Theo ước tính, trên tàu ngầm có khoảng 100 sĩ quan và binh sĩ, trong đó có khoảng 30 sĩ quan và tất cả đều thiệt mạng. Theo nguồn tin, tàu ngầm này dự kiến sẽ quay trở lại căn cứ vào cuối tháng 8. Đồng thời các sĩ quan, binh sĩ trên tàu sẽ được nghỉ phép như thường lệ vào đầu tháng này. Nhưng gia đình của họ đợi mãi mà không thấy người thân trở về. Vì thế đã bắt đầu hỏi thăm khắp nơi, nên tin tức này mới bị rò rỉ ra ngoài. Nguồn tin ở Bắc Kinh cũng tiết lộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn giữ bí mật sau những vụ tai nạn quân sự lớn như vậy. Thông thường, phải rất lâu sau khi sự việc xảy ra, thế giới bên ngoài mới có thể gián tiếp xác nhận sự việc thông qua các nghi lễ tưởng niệm, thăm hỏi gia đình, v.v. Để giữ bí mật, cơ quan chức năng thường không quy trách nhiệm cho các quan chức ngay sau khi vụ việc xảy ra, mà một thời gian sau, họ sẽ đưa ra các lý do khác để trừng phạt các quan chức có liên quan hoặc điều chỉnh chức vụ của họ. Theo tờ Up Media, ông Phương Đại Trung, tư lệnh viên Hải quân chiến khu Bắc Bộ, được cho là người chịu trách nhiệm chính về vụ tai nạn này. Ông Vương được thăng chức vào đầu năm 2022 và được cho là người của phe Tập. Bài báo dẫn lời nguồn tin ở Bắc Kinh cho biết, sau vụ tai nạn, nội bộ quân đội đã mở ra một cuộc điều tra bí mật và truy cứu trách nhiệm. Và các quan chức quân sự hàng đầu đang đối đầu nhau để rũ bỏ trách nhiệm. Một số chính ủy của chiến khu cho rằng, nguyên nhân là do sự quản lý và huấn luyện hải quân không đúng cách, nên ông Vương Đại Trung phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
Tuy nhiên, do trước đây tàu ngầm Type 093 từng nhiều lần gặp vấn đề về thiết bị, nên ông Phương Đại Trung đã cố gắng liên kết vụ tai nạn này với chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn gần đây trong quân đội. Ông này cáo buộc vụ tai nạn tàu ngầm là do lỗi phần cứng hoặc thậm chí là do thiết kế kém. Và Tổng cục Vũ khí mới là bên phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Liên kết với vụ việc ông Lý Thượng Phúc biến mất, ngay sau khi vừa lên Bộ trưởng Quốc phòng, người ta đã lờ mờ nhận ra một sự liên kết nào đó trước khi được chuyển sang giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 3 năm nay. Ông Lý Thượng Phúc đã phục vụ ở cấp cao nhất của Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương trong 10 năm và giữ chức Bộ trưởng của Bộ này trong 6 năm. Các nhà quan sát chỉ ra, ông Lý Thượng Phúc có thể liên quan đến vụ án tham nhũng của lực lượng tên lửa mới nổ ra gần đây. Khi ông Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào ngày 21 tháng 8, có nhiều điều bất ngờ đã xảy ra. Có suy đoán rằng, ông Tập chắc chắn đã được thông báo về vụ tai nạn tàu ngầm vào thời điểm đó, nên trạng thái của ông mới không được ổn định. Vào ngày 29 tháng 8, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp, một người cũng đã lâu không lộ diện trước công chúng, đã đến chủ trì một cuộc họp về trang thiết bị quân sự và đề cập rằng phải chịu trách nhiệm với mạng sống của các sĩ quan và binh lính. Phát biểu này của ông cũng được cho là đang ám chỉ vụ tai nạn tàu ngầm hạt nhân. Bộ trưởng biến mất, nghi bị bắt vì tham nhũng, tàu ngầm chiến lược thì nghi bị phát nổ. Những tin tức chấn động ấy đang khiến quân đội Trung Quốc rối như canh hẹ. Và điều này chắc chắn khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vô cùng tức giận. Nắm trong tay đại quyền, nhưng ông Tập lại đang phải đi xử lý những tai tiếng mà cấp dưới gây ra. Trạng thái tinh thần hiện tại của ông Tập Cận Bình không thể nói là tốt được. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là luôn lo sợ bản thân sẽ bị ám sát. Vậy nên vấn đề an ninh trong các chuyến công du nước ngoài của ông gần đây rất được chú ý. Một doanh nhân người Hoa ở quốc gia Trung Á, Tajikistan, người từng đảm nhiệm cung cấp toàn bộ bữa ăn cho phái đoàn của ông Tập đã tiết lộ nội tình. Tờ Minh Báo của Hồng Kông ngày 11 tháng 9 đưa tin, ông Nhậm Kiến Vĩnh, quê ở Hà Nam, Trung Quốc, là người chịu trách nhiệm tiếp đón khách nước ngoài tại một nhà hàng trong khách sạn ở Dushanbe, thủ đô của Tajikistan. Ông nói với truyền thông Hồng Kông, khi Chủ tịch Tập đến Dushanbe, tôi chịu trách nhiệm về bữa ăn của phái đoàn đến thăm. Ông Nhậm Kiến Vĩnh kể lại, khi ông Tập Cận Bình đến thăm Tajikistan lần đầu tiên vào năm 2014, nhà hàng của ông đã cung cấp đủ 3 bữa ăn cho 200 người, trong đó bao gồm phái đoàn Trung Quốc gồm 150 người và các nhân viên đại sứ quán Trung Quốc tại Tajikistan. Mấy ngày, mấy đêm liền, dường như tôi đều không ngủ, phải chuẩn bị nguyên liệu không ngừng. Khi nào mệt, thì tôi chợp mắt một lúc ngay trong nhà hàng. Tổng cộng làm khoảng 10 bữa ăn. Ông Nhậm Kiến Vĩnh thừa nhận, áp lực từ nhiệm vụ chính trị này vô cùng lớn. Ông giải thích, trong bữa ăn của đoàn lãnh đạo không được phép có sai sót. Mọi nguyên liệu thu mua đều phải có nguồn gốc, có hóa đơn chứng từ để có thể kiểm tra được. Quản lý nhà hàng và đầu bếp bị kiểm tra lý lịch 3 đời. Hơn nữa, các bữa ăn của ông Tập Cận Bình đều do một số ngự trù, đầu bếp của nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đại ở Bắc Kinh, đi cùng phái đoàn đích thân phụ trách. Tháng trước, ông Tập đã tới Nam Phi để tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS, nhưng lại đột nhiên vắng mặt trong bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn doanh nghiệp diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Thay vào đó, ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã thay mặt đọc bài phát biểu. Ngày 23 tháng 8, khi ông Tập Cận Bình đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS, người phiên dịch đi cùng ông bất ngờ bị vệ sĩ Nam Phi cưỡng chế đứng ngoài cửa. Ông Tập bước vào hội trường một mình. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Ấn Độ và kết thúc vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, ông Tập Cận Bình cũng vắng mặt và người tham dự thay là Thủ tướng Lý Cường. Điều này cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tờ The Epoch Times có được thông tin từ nguồn khả tín rằng do tình hình hỗn loạn ở trong và ngoài nước, ông Tập sợ bị ám sát. Bên cạnh ông cũng có các cao nhân chỉ điểm. Do đó, ông thường bỏ lỡ những dịp quan trọng và mặc kệ cái nhìn của cộng đồng quốc tế về mình.
tờ Up Media của Đài Loan ngày 9 tháng 9 đưa tin, trước thêm hội nghị thượng đỉnh BRICS, cảnh sát Nam Phi xác nhận rằng ông Tập Cận Bình không chỉ đưa phái đoàn lên tới 500 người tới thăm, mà còn bao trọn hai khách sạn trong thời gian diễn ra cuộc họp. Trước đó một tháng, chính quyền Trung Quốc đã cử người vận chuyển toàn bộ đồ nội thất từ Trung Quốc tới Nam Phi. Từ chén bát giường, nệm cho đến thảm và thậm chí cả rèm cửa. Trong phòng không còn một thứ gì là của Nam Phi. Ông Tập Cận Bình đã bố trí lại một phòng nguyên thủ hoàn toàn mới. Theo bài báo, mặc dù thế giới bên ngoài cho rằng các biện pháp an ninh cường điệu như vậy là hành động phô trương sự xa hoa của ông Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc, nhưng những người quen thuộc với tình hình chính trị Bắc Kinh lại phân tích rằng việc thay thế toàn bộ các vật dụng trong phòng càng cho thấy ông Tập Cận Bình rất quan tâm về an toàn cá nhân, nên phải duy trì an ninh ở mức độ một con muỗi cũng không lọt qua. Tình huống tương tự cũng từng xảy ra khi ông Tập Cận Bình đến thăm Papua New Guinea vào tháng 11 năm 2018. Hai xe chống đạn sản xuất trong nước đã được vận chuyển bằng đường hàng không từ Trung Quốc đến Papua New Guinea vào tháng 12 cùng năm, khi ông đến thăm Bồ Đào Nha trong 2 ngày. Bắc Kinh đã chi 2 triệu euro để bao trọn khách sạn Lis và mở rộng cửa gara của khách sạn để các xe chống đạn mà ông Tập mang theo có thể ra vào dễ dàng. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.